Đôi bạn 30 năm Hồng Vân, Hồng Đào, người viên mãn, người sống kính tiếng sâu tan vỡ. Nghệ sĩ Hồng Vân và Hồng Đào có tình bạn đẹp kéo dài hơn 30 năm, họ đã cùng trải qua nhiều thăng trầm trong nghệ. Tình bạn của Hồng Vân, Hồng Đào Nghệ sĩ Hồng Vân và nghệ sĩ Hồng Đào kết bạn khi cùng học tại nghệ thuật sân khấu 2, nay là trường đại học sân khấu điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh. Dù hơn nghệ sĩ Hồng Vân 4 tuổi, nhưng nghệ sĩ Hồng Đào rất hòa đồng, thân thiện và sẵn lòng giúp đỡ mỗi khi đàn em gặp khó khăn. Ít ai biết được nghệ sĩ Hồng Vân và Hồng Đào từng có thời gian cùng nhau làm nghề trang điểm cô dâu. Các tác phẩm nổi bật trong sự nghiệp của Hồng Vân, Hồng Đào đa phần có sự góp mặt của đối phương. Khi Hồng Đào thông báo sang Mỹ làm việc và định cư, nghệ sĩ Hồng Vân rất buồn và tiếc nuối vì phải chia xa bạn thân. Dù cách xa về địa lý, hai nữ nghệ sĩ vẫn giữ liên lạc và thường xuyên tâm sự với nhau về mọi điều trong cuộc sống. Những câu thăm hỏi nghệ sĩ Hồng Vân dành cho bạn thân thường rất ngắn gọn nhưng chan chứa tình cảm như ối mày còn sống không đào ơi yêu khỏe không yêu ơi thỉnh thoảng hồng đào cũng trở về việt nam để làm việc và thăm bạn thân có lần hồng đào kể một lần đón sinh nhật của hồng vân ở một sân bay chúng tôi nhìn mái tóc bạc của nhau và nhớ lại thời tóc xanh khi cả hai vô cùng tự tin với nhan sắc khi con gái nghệ sĩ hồng vân sang mỹ du học nghệ sĩ hồng đào là người hỗ trợ bạn trong nôm và giúp đỡ xiên ngầu làm quen với cuộc sống mới Đến hiện tại, khi Xí Ngầu đã kết hôn và có con nhỏ thì nghệ sĩ Hồng Đào vẫn thường xuyên góp mặt trong những bữa tiệc gia đình thân mật của gia đình Hồng Vân. Trong dịp sinh nhật hồi tháng 9 năm 2022 của Hồng Đào, nghệ sĩ Hồng Vân nhắn nhủ có hơn nửa cuộc đời chị em mình chứng kiến vui buồn, hạnh phúc, khổ đau của nhau rồi. Được cái chị em mình cứ như cỏ dại ấy nên đến giờ vẫn còn cười tươi được thế này. Từ đây về sau em chỉ mong chị thật nhiều sức khỏe thôi chị nhé, vì có nó chị sẽ có tất cả. Về phía Hồng Đào, nữ nghệ sĩ cũng gửi lời trêu đùa đến bản thân. Hơn 30 năm, chúng tôi đủ già để hiểu thêm nhiều điều và vẫn đủ trẻ để phá làng phá xóm. Cuộc sống hiện tại của Hồng Vân Ở tuổi 56, nghệ sĩ Hồng Vân vẫn tích cực làm nghề và thường xuyên góp mặt trong nhiều chương trình truyền hình như Ký ức vui vẻ, Vợ chồng son. Nghệ sĩ Hồng Vân có cuộc sống thoải mái, vui vẻ bên các con. Nữ nghệ sĩ cũng đã chào đón cháu ngoại vào năm 2021. Dù hoạt động chủ yếu ở Việt Nam, nhưng thỉnh thoảng nghệ sĩ Hồng Vân sẽ sang nước ngoài để chăm cháu và thăm các con nhỏ. Nữ nghệ sĩ luôn được ông xã là Lê Tuấn anh chăm sóc và ủng hộ tinh thần để phát triển công việc, Hồng Đào thoải mái tự do sau biến cố hôn nhân. Năm 2019, Hồng Đào xác nhận đã ly hôn với Quang Minh sau 24 năm gắn kết vợ chồng. Sau biến cố tan vỡ, nữ nghệ sĩ dành hầu hết thời gian ở Mỹ để chăm sóc và nuôi dạy hai cô con gái Sophia Minh Châu cùng Vicky Phương Vân. Các con của nghệ sĩ Hồng Đào Quang Minh có thành tích học tập nổi bật ở trường, sớm tự lập khiến bố mẹ vô cùng tự hào. Mặc dù đã ly hôn, nhưng Quang Minh và Hồng Đào vẫn dành cho nhau sự tôn trọng như những người bạn, người đồng nghiệp. Trở về cuộc sống độc thân, nghệ sĩ Hồng Đào kính tiếng trong chuyện đời tư, nữ nghệ sĩ thường xuyên đi du lịch khắp nơi và ngày càng trẻ trung hơn. Ảnh NVCC